Xin chào tất cả các anh em. Rất vui gặp lại các anh em trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay AdoCâu tiếp tục review và giới thiệu đến các anh em cái mẫu mồi cá mem. Thì đây là cái mẫu mồi nó rất là thích hợp cho các anh em đi câu chẽm, tráp, mú, hồng và một số loài cá nước mặn, nước lợ. Đây là cái mẫu mà cũng rất là hot ở thị trường hiện nay. Các anh em đi câu gành biển rất là nhạy luôn. Hiện tại bên shop cây mẫu này có 4 màu. Màu xám, đây là cái mẫu hình con cá đối. Cái mẫu này các anh em đi câu gành biển phải nói là cực kỳ nhạy. Thì ở dưới gành biển thì con cá đối rất là nhiều. Thì tất cả các loại cá nó hay ăn những cái con cá đối, thì đây là cái mẫu mồi mà nó cực kỳ thích hợp. Thì đây là cái màu trắng đầu đỏ, đây là cái con màu nâu đỏ, và cái con này là màu xanh đỏ. Thì đối với màu thì các anh em sẽ câu ở những cái địa hình khác nhau. Thì có thể các anh em đi câu mình thay đổi màu, nếu mà ở địa hình nào cái con cá nó ăn cái màu đó thì các anh em sẽ thực hiện chiến dịch là cào quét cái màu đó. Thì đây là cái phơm, đây là cái phơm con cá mềm. Thì chất liệu của nó là bằng cao su mềm. Nó rất là mềm và rất là dai nha các anh em. Nó có một cái lưỡi móc từ dưới bụng lên thân ló bên trên, và một cái lưỡi ba tiêu ở phía dưới. Thì cái con cá này nếu mà các anh em mua về thì có thể là nên thay cái lưỡi ha. Thay cái lưỡi thì đây là cái mẫu mồi thuộc dòng phân khúc giá rẻ, phải nói là cực kỳ rẻ. Cho nên cái lưỡi của nó thì nó có thể là không được tốt như cái lưỡi các anh em thay vào. Thì cái phiên bản này, cái phiên bản cũ này có rất là anh em nhiều anh em ha, để phiên bản cũ như thế này câu cái lưỡi ba tiêu luôn thì câu cũng lên cá ha, cá hồng, cá mú thì lên rất là nhiều, nó tầm khoảng 1 ký mấy thì các anh em kéo thoải mái. Ví dụ những cái con cá nó to hơn mà nó táp trên này dính cái lưỡi này thì các anh em kéo vô tư. Tốt nhất thì các anh em mua về thì nên thay cái lưỡi ba tiêu ha, tốt hơn xíu, lớn hơn một xíu. Thì cái loại mồi này là cái con Sinking ha, thì các anh em có thể thay lưỡi lớn hơn một xíu, cái action nó cũng không thay đổi. Thì chiều dài của con này là 8 cm và trọng lượng là 14 gram. Chiều dài 8 cm, trọng lượng 4 gram. Tuy là cái mồi giá cũng phải nói là cực kỳ rẻ, nhưng mà cái chất liệu thì cũng khá là ổn định nha các anh em. Khá là ổn định, siêu rẻ. Thì một bịch của nó là 5 con ha, mỗi một bịch 5 con là có giá là 90k. Một bịch 5 con giá 90k, chưa bao gồm phí ship. Chưa bao gồm phí ship. Thì các bạn và các anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video, hoặc comment để lại thông tin, để bên shop sẽ liên hệ lại các anh em. Và các anh em có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.